Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sóc thôi, chứ em bạn này trai thì em không để ý thôi. Thấy chưa, chưa rung động với con trai khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn, được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc, cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc đó anh, với nhạc. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu đó. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Này, đi nồi, này, đi đi, quay quay quay. Rồi. Làm như vậy á. Mời nhà trai. Rồi, ngồi đi em trai. Xin được mời nhà gái. Trời, dễ thương quá. Mời anh trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào quý vị khán giả, chào chị Ngọc Lan và bạn nữ. Mình tên là Nguyễn Thạch Trúc, năm nay mình sinh năm 1995. Nghề nghiệp hiện tại của mình là kỹ sư xây dựng. Quê em ở đâu? Dạ, quê em ở Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi, mời nhà gái. Dạ, em chào anh Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan và quý khán giả đang trong trường quay này. Thì em giới thiệu là em tên là Phan Thị Ngọc Nương và năm nay nghề nghiệp của em đang là giáo viên dạy tiếng Anh và em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Em bao nhiêu tuổi? Dạ em năm nay 24 tuổi chị. Em nói chút xíu về ưu điểm khuyết điểm của em cho nhà gái nghe đi Trúc. Dạ ưu điểm của em là em thích thể thao. Thể thao. Thích bắn cung, thích du lịch, thích cắm trại. Bởi vậy em rất là hay tham gia các hoạt động xã hội. Nhưng mà mấy năm nay thì em ít đi nữa. Do em đi làm nhiều thì thời sinh viên em hay đi. Em thì không có uống rượu bia gì nhiều lắm. Mặc dù ở trên xây dựng, do công việc của em thì công ty của em hơi giống ăn chay, bởi vậy nó không có nhậu nhẹt gì mấy, chả có uống rượu gì mấy. Khuyết điểm gì không? Tuy em cũng 26, 27 nhưng mà em vẫn thích đọc truyện tranh, tại vì nhiều khi nó hơi tốn thời gian một xíu. Nghiện truyện tranh cũng là một vấn đề đó. Thật sự ra bạn nhìn nhận đó là khuyết điểm của bạn thì cũng rất là đáng mừng á. Nên là nghiện truyện tranh là điểm mạnh thôi, đó trò chơi lành mạnh. Lành mạnh nhưng mà chúng ta cứ dán mắt vào trong cái cuốn truyện từ sáng đến chiều theo cái chất là gọi là nghiện á thì nó rất là không có tốt. Còn hơn đi chơi. Thì biết là như vậy rồi, nhưng mà không lẽ bây giờ có bồ thì người ta nhìn bồ đi, người ta đọc bồ đi chứ đọc truyện tranh hoài đâu tôi nữa. Nhìn bồ chút xíu tôi nhìn tranh. Gì vậy? Xin chào. Chào chị. Làm gì quạo nhà trai người ta, nhà trai quá. Dễ thương quá. Vậy thôi mấy mốt người ta có bồ người ta rủ bồ đọc luôn. Cũng được. Hợp lý không? Cũng được. Chưa chắc bồ thích. Để hỏi bên này. Mình thích xem phim, mình thích coi chuyện. Có không chị? Đó. Nói chung là có người đọc chuyện chung mà đỡ cô đơn nha. Thì hồi đó tôi chị thích đọc Đường Dẫn Đến Khung Thành lắm. Em không biết chuyện đó. Em chỉ đọc quan ti với lại Hiệp Bắc Giang Hồ thôi. Không có cùng thế hệ gì. Vậy là không hợp rồi. Một ngày em dành bao nhiêu thời gian để đọc? Em chỉ đọc cuối tuần thôi, tại vì nó chỉ ra vào cuối tuần thôi mà. Đúng rồi, bình vậy thường. Vậy là không có nghiện nha. Đúng rồi, không có nghiện. Thì đọc vẫn theo chu kỳ. Như vậy là không có nghiện. Nghiện là cứ dối ngày ôm chuyện đi đâu không lòng, đi đâu không đọc vậy nè, mới là nghiện. Rồi thôi, nói chung là chị Lan khẳng định cái này không phải là khuyết điểm. Cái này nó cũng là trung bình điểm thôi. Với lại một khuyết điểm nữa của em là em hay hiểu sai ý người khác. Em trao đổi với ai đó thì mọi chuyện phải rõ ràng một xíu em mới hiểu. Chứ nói kiểu mà hơi mập mờ là em không hiểu lúc đấy là dễ quạo đó. Em hay hiểu sai, có khi nào hiểu sai ý bạn gái không? Nó cái chết của em đây. Nó cái chết của em đây. Hiểu sai ý bạn gái. Bây giờ ưu điểm khuyết điểm nhà gái là cái gì? Dạ thì ưu điểm của em là vui tính, hòa đồng. Tại vì mình là giáo viên mà mình không vui tính, hòa đồng thì ai học môn mình nữa. Cũng có hơi đúng giờ đi xíu quá chị. Rồi gì nữa? Còn cái khuyết điểm của em thì em nấu ăn. Không phải em nấu ăn dở, mà tại vì em thích ăn lại, bảo vệ sức khỏe tốt hơn. Còn cái thứ hai nữa là em hơi bị truyền thống và ít khi thay đổi với chị. Nên có người nói em mày lì lắm. Mà bên đó là truyền thống là tốt nữa mà. Đúng không trai? Dạ, em thích gái truyền thống không? Dạ thích, em cũng thích ăn lạc luôn. Em nấu nhạt và nhạt phèo à. Hai bạn này hợp nhau quá. Hợp nhau mà ăn lạc thì đỡ có lên huyết áp. Đường tình duyên của nhà gái sao? Nào giờ em chưa có ai hết á, anh Quyền Linh thôi. Trời ơi, dễ thương gì chưa có ai hả? Tại vì trong cái khoảng thời gian em học đại học á, mẹ em là mày đi đâu mày đi phải về nhà trước 9 giờ. Thứ hai á, là trong lúc đó thì em muốn học thôi chứ em không có muốn tập trung vô cái chuyện yêu đương nữa.
Cái sau này khi em mà ra trường xong á, thì em muốn cho bản thân em 2 năm để em biết em thích công việc nào, thì từ đó thì em cảm thấy hạnh phúc hơn thì em mới khiến người ta hạnh phúc được. Được hết 2 năm đó chưa? Dạ hết rồi. Hết rồi. Anh Quyền Linh vừa qua cái em bé nó rung. Rung hả? Dạ. Đó giờ có bạn trai nào nắm tay chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Trời đất ơi, vậy em... Thôi đừng thử. Không á. Bây giờ hỏi nè. Em có cảm giác là em thích con trai không? Dạ thầy. Ủa hỏi câu gì lạ lùng vậy? Phải hỏi. Bây giờ thế giới cũng kỳ lạ lắm. Hồi trước giờ em có rung động với một người bạn nào chưa? Dạ chưa nữa chị ơi, em chỉ rung động với sắp thôi. Chứ em bạn này trai thì em không để ý tới. Thấy chưa? Chưa rung động với con trai. Em có rung động với con gái không? Dạ càng không. Vậy được. Trái tim chưa lỗi nhịp bao tại giờ. Tại sao lại Linh qua đây rung là sao? Dạ tại vì do lần đầu tiên em tham gia chương trình á. Đâu có ai tham gia lần thứ hai đâu. Thôi nói cho vui chứ thật ra là em gái rất là dễ thương nha. Dạ. Khi mà tìm được một người con gái chưa bao giờ có mạnh tình dắt dai, tức là còn nguyên đai nguyên kiện luôn. Được không Trúc? Dạ được anh. Được không? Dạ được. Vậy là hôm nay hên lắm á Trúc. Còn sao? Đường tình duyên sao nói cho bà Mai nghe coi. Em có một mối tình, em kéo dài 3 năm. Cái nguyên nhân chia tay á, cái bạn đấy thì đi học một thời gian khá là dài, thì xa mặt cách lòng rồi chia tay thôi. Bây giờ xa nữa là một lần nữa xa còn đó. Xa hơn nữa. Mà bạn kia thì bữa trước là ở Bình Dương. Nói chung nó cũng hai mé mé vậy nè. Vậy giờ sao? Giờ thì em sắp xếp công việc rồi nên muốn nên đến đây thôi. Rồi. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối bà nghe luôn đi. Đầu tiên về ngoại hình thì bạn đấy cao khoảng chừng 1,5 m đến 1,65 m. Hơn. Khuôn mặt dễ nhìn. Dễ thương luôn. Dễ thương lắm luôn. Biết làm ăn thì cũng là một lợi thế, nhưng mà em lại hay ăn kiểu mà nhẹ nhàng, bởi vậy thực sự là cái nào nhiều gia vị quá em cũng không thích. Nhà em cũng ăn như vậy luôn. Rồi vậy là quá hợp rồi. Đúng rồi. Nếu mà bạn ấy thích các hoạt động như là dã ngoại, đám cưới hay bắn cung thì càng tốt. Tại vì em hay đi cái đấy và mỗi năm em đi cắm trại khoảng 4 ngày đến 1 tuần. Cái này thì chắc tí em phải tự hỏi rồi, tại vì bạn này là từ nhỏ tới lớn là chỉ có học. Nếu bạn ấy biết khiêu vũ thì cũng càng tốt, em rất thích khiêu vũ. Vậy là biết khiêu vũ đúng không? Từng học nhưng mà lâu lắm rồi không nhảy, nhưng mà rồi vẫn thích. Đây, bên đây là ông thầy khiêu vũ. Một chút nữa là hai bạn sẽ phối hợp với nhau để tặng cho khán giả một cái tiết mục. Thôi chị ơi. Sao vậy? Đột xuất quá. Không, được hết á, mình đàn ông mà. Đàn ông hồi ôm nhau nhảy xì lô hả? Kệ, chỉ có đàn ông mới đem hạnh phúc cho nhau thôi. Rồi thôi chuyện đó chút tính. Bây giờ mình có cái điểm gì mà mình không thích ở cái người bạn gái không? Em không thích những bạn mà khi mà ngoài giờ làm việc thì mình nên dành thời gian rèn luyện thân thể, hoặc là có một sở thích nào đó mà lành mạnh như là thể thao hay là nọ. Chứ em không thích mà ngoài giờ làm việc về nhà cái bấm điện thoại coi tivi hoài. Nghĩa là bây giờ em thích một người bạn gái cũng thích thể thao giống em, hai đứa sau giờ làm việc về nhà cùng nhau nấu ăn rồi tập luyện. Dạ. Thật ra cô gái bên kia rất là dễ thương. Nếu như em muốn cái gì thì cô ấy cũng sẽ chiều đó. Vấn đề là em có thương người ta thật lòng hay không. Rồi bây giờ nhà trai hãy lắng nghe những cái tiêu chí chọn bạn trai của nhà gái nè. Em tới với chương trình thì em mong muốn kiếm được một bạn trai là cao 1m7 cho lên. Tại vì thật sự là em 1m63 rồi, có công việc nghề nghiệp ổn định và bạn nó dịu dàng, chu đáo. Bên kia có dịu dàng không cưng ơi? Thật sự là cái môn thể thao của mình chơi là bắn cung, bởi vậy nó phải ở mức độ bình tĩnh nhất có thể mình mới bắn được. Chứ chỉ cần mình dao động một phát là bắn là không thể chính xác nổi. Thật ra thì tiêu chí của hai bạn nó cũng rất là đơn giản. Chị nghĩ là hai bạn có thể đáp ứng được cho nhau. Em đi với ai vậy bé? Dạ em đi với bạn chị. Dạ em chào anh chị ạ. Em có một câu hỏi dành cho bạn nam mà. Nếu có thể thì tới hôn nhân á, thì sau này anh có thể ở đây hay là ở dưới Vũng Tàu? Thật sự là khả năng bạn phải về Vũng Tàu khá là cao. Tại vì hiện tại là nhà của mình ở dưới đấy rồi. Em muốn hỏi là độ mặn của anh thế nào? Tại vì bạn em nó rất là nhạt. Nhạt lắm. Thật sự là mình cũng bị che là nhạt hoài rồi. Chứ mặn thì tùy khẩu vị thôi chứ thật sự. Ý là cách nói chuyện. Phong cách á. À phong cách á.
Không, mình không nói chuyện hoa mỹ đâu, mình nói là thẳng vô vấn đề trực tiếp luôn. Tức là nó hơi thẳng, hơi thẳng thẳng á. Tính mình rất là thẳng. Là yếu tố hài hước này kia đó. Hài hước à? Sôi nổi này kia đó. Hài hước luôn, chính xác vậy. Nó nhẹ đó, lâu lâu là nó nói chuyện sọc lên vài câu thì nó vui. Nó hơi ngốc một tí á chị. Trời, ngốc tí nó cũng vui em. Chỉ vậy, nó rất là chăm chỉ. Nhưng mà lý do sao mà cũng xinh vậy mà không có người yêu em có biết không? Do ngốc đó anh, với nhẹ. Nhiều khi nói chuyện mà không ai hiểu á. Em chỉ từ cấp 3 tới giờ nhưng mà cũng không được gì đâu. Rồi, cảm ơn em gái. Anh trai Trúc đi với ai? Em đi với anh rể ạ. Thì ở nhà thì Trúc nó cũng nhút nhát lắm, chủ yếu là tập trung vào công việc là chính thôi. Yeah. Còn em nó cũng tham gia mấy hoạt động xã hội là chính, chứ còn đi giao lưu ăn nhậu thì hay là đi chơi bời thì không có. Yeah. Nên nhiều khi kiến thức xã hội cũng thật sự cũng không được nhiều. Bạn gái cứ yên tâm, Trúc là một người đàng hoàng mà vui tính, dễ hòa đồng. Yeah. Không có vấn đề gì hết. Nhà gái thì nói chung là cũng ổn, không vấn đề gì hết. Còn quyết định cuối cùng là của em mình thôi, mình chỉ tham gia ý kiến nhẹ nhàng vậy thôi. Nói chung là hai bạn không có vấn đề gì hết. Gặp nhau nó có thể có vấn đề nha. Rồi, mở rào. Nói sao cho nó ra vấn đề nha. Nào, cố gắng lên Trúc. Ta tặng quà và nhận quà nào. Xin cảm ơn. Dạ, đến với chương trình thì lần đầu gặp mặt, mình có một phần quà cho tặng bạn. Đây là sản phẩm của công ty mình làm. Đây, đây là một ông nhà sản xuất quần nghệ. Còn cái này tặng chị. Ôi, chị cũng có quà hả? Dạ vâng. Chị cảm ơn em. Dạ, không có gì. Cảm ơn em. Chương trình thì em cũng gửi tặng lại anh một cái áo quà sơ mi. Hy vọng anh mặc vừa nó. À, sau cái giờ mà bạn đi làm ấy, thì bạn hay có những hoạt động gì để thời giờ thì hiện tại là mình dạy tiếng Anh cho trung tâm thôi. Nên buổi sáng thì mình rảnh là người ta đi làm mình đi chơi, còn người ta đi chơi mình đi làm, ấy là vậy á. Thì ý muốn nói là cái bạn này bạn chơi cái gì á? Mình hỏi ấy là người ta đi làm thì mình không có đi làm thì mình đi chơi, còn người ta đi chơi thì mình phải đi làm, tới tiết dạy thì mình phải đi làm. Ý mình là bạn chơi cái gì? Dạ. Bạn thích chơi cái gì? Đó. Để giải thích cho. Bên này á rất là thích một cái người phụ nữ sau giờ làm là có những cái hoạt động về thể thao, về thể chất. Nó kiểu kiểu vậy á, thì ý bạn này hỏi là em có chơi cái môn thể thao nào hay không? Sau giờ làm. Cái gì cũng được, mẹ gì cũng được. Rồi đó. Thể thao thì em ít chơi. Vậy mỗi lần mà đi làm về mình làm cái gì? Đó. Ngủ chơi, làm về mệt nó ngủ chơi. Rồi trước cái giờ đi làm mình làm cái gì? Soạn bài. Tự xử. Ok. Tại vì nào giờ là mình cũng ít đi chơi, không có đi chơi nhiều. Bạn hỏi mình chơi cái gì là mình cũng biết mình đi đâu chơi luôn á. Thì thật sự là... Mặc dù là từ nhỏ tới giờ mình sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà nói thiệt là bạn kêu mình xách cái xe ra quận 1, mình không biết đường đi cũng không biết đường về. Mình nói thiệt là vậy á. Thật sự là mình, cái lúc mình mới lên đây, mình đi trên chương trình á, mình cũng lạc đường, mình đâu biết đường đâu. Tuy ngày xưa mình học trên này, nhưng mà cũng chỉ biết ở khu vực ngoại đô là Thủ Đức. Tại ngày xưa mình học sư phạm kỹ thuật, thì ít khi vô đây á, giờ vô đây, giờ mình lạc đường như chơi luôn đó. Vậy bạn có thích đi du lịch này kia không? Đi du lịch thì đi cùng bạn thì thích, mà đi một mình thì thôi ở nhà xuống không. Điều này giống mình cũng không thích đi một mình lắm. Nhưng mà lâu lâu mình trái gió, mình tự xách xe mình đi thôi. Cái thời mà còn đi học là gia đình của bạn không cho bạn về khuê luôn phải không? Và cũng không được quen ai luôn phải không? Thời đi học là lúc đại học á. Thì làm gì làm phải về nhà trước 9 giờ. Nên nó cũng hơi bất tiện đi xíu. Với lại cái thời đó là mình chưa có biết chạy xe. Đi đâu là bạn chở đi, bạn chở về thôi mà. Nên cũng hơi khó cho người ta. Vậy là bạn cũng... Cho ta. Có gì cả không? Khó tưởng. Nè, để chị hỏi gì luôn hả? Chị phân tích về cô gái của chị cho em nghe. Đây là một cô gái đúng nghĩa là đoan trang, thùy mỹ, nết na, đoan chính từ hồi nhỏ tới lớn, không biết cái gì về thế đúng giới bên ngoài. Một cái cô gái cả một cái tuổi trẻ chỉ dành cho việc học, xong rồi bây giờ là dành cho công việc.
chứ bạn chưa có, tức là bạn chưa biết biết cách để khám phá thế giới bên ngoài, cho nên là bắt buộc là em phải chân thành. Khó tìm gì lắm em? Khó lắm. Bây giờ mà có được cái cô gái này là hơi bị hiếm đó. Hiếm không? Dạ hiếm. Lo cực kỳ quá. Lo cực kỳ hả? Lo gì? Lo gì? Giả sử, nhưng mà giả sử như hằng là lâu lâu không có nhà chẳng hạn, có một số việc nhà bạn đấy phải tự lo chứ, đúng không? Chứ bây giờ thật thì đúng rồi. Thì em cũng lo, lo được mà. Thì ý em có nói là lo ở chỗ lỡ mà em không có ở nhà thì ai lo cho bạn đó? Thì bạn ấy vẫn lo được mà. Tức là vẫn. Chỉ có điều là bạn ấy không biết đi ngoài cuộc sống màu sắc thế nào, điều đó mới thú vị. Em đưa đến đâu là bạn ấy hạnh phúc đến đó. Nó giống như tờ giấy trắng thôi, còn nếu một cái tờ giấy mà vẽ quá nhiều cái điều lên đó, em phải bôi lại, em sửa lại từ đầu, rất là khó. Cụ thể là như vậy, coi như vậy suốt một tuần vậy đó hả? Dạ, là từ thứ hai tới thứ bảy luôn là em dạy tiếng Anh. Chủ nhật. Dạ. À, trung tâm thì mình muốn dạy dạy không dạy thôi. Là sếp đủ gì đó. Đó, người ta mặn mà vậy mà kêu người ta nhạt. Thật ra nếu họ kết hợp nhau, hai bạn đã nói chuyện có duyên lắm á. Nhà em ở đâu chị quên rồi? Dạ em ở Hóc Môn, mà ngay cái khúc Bến Xe. Thôi xa quá. Bến Xe An Sương. Xa quá. Không xa lắm đâu. Không có. Mình có một bà chị ở ngoài Hóc Môn luôn. Hay thật. Rồi, ok. Thôi nè, bây giờ hai bạn dành thời gian cho hai bạn á, em biểu diễn một cái bài để thể hiện được cái sự dịu dàng ở trong cái bài khiêu vũ của em. Bây giờ thử mở nhạc rumba cho hai bạn ấy nhảy thử chút xíu nào. Cho chị thua chị ơi. Hãy đứng dậy lắc lắc. Không làm nữa tôi không gả. Đứng lên. Bây giờ bạn bỏ tay lên đây, chưa? Tay kia để lên đây. Rồi. Khiêu vũ nhẹ nhàng lên, có nhạc lên nào. Này, đi nổi này, đi quay. Rồi xoay. Rồi, đi qua hai bước này. Rồi. Làm như vậy chứ chị MC đâu. Không biết làm. Tạo điều kiện cho hai người giao lưu cảm xúc với nhau. Mệt quá, tôi tạo điều kiện cho hai người mà tôi sao mệt quá. Ngại lắm. Có cảm xúc gì không? Dạ có chút. Còn Trúc thấy sao? Thật sự là chút luôn. Có chút luôn hả? Nào các bạn để tay nút bấm đi. Có phải đây là một nửa cần tìm hay không? Nếu đúng, bấm ngay cái nút đó. Nếu không, khỏi bấm. 1 2 3. Hết thời gian. Giờ nắm tay được rồi đó. Nó từ tay đan vô thấy không? Thì quyết liệt là nó tới thôi. Các bạn sẽ nhận được một phần quà của nhãn hàng AMBT. Cảm ơn hai em. Cặp đôi này bấm nút thì làm cho em rất là nhẹ lòng, bởi vì lúc nãy em rất là lo sợ. Không, thực ra các bạn rất là trong sáng, trong veo luôn. Ngay cả bạn trai cũng thế, nói có mối tình với bạn cũng chưa có kinh nghiệm gì tình yêu cả. Hai bạn này gặp nhau rất là hợp lý. Cứ coi như để cho hai bạn trải nghiệm đi. Đúng ha. Đúng rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Dạ, mét 92. Trời ơi. 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà bên bằng là nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao 1m55 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng như 1m92 chưa mang dài nha.
Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Chúng ta sẽ chào đón bạn nữ ra trước nào. Và bây giờ chúng tôi xin mời nhà trai. Ngồi đi em trai. Tôi ngồi tôi nhìn lúc bên cao luôn vậy đó. Cao dữ lắm hả? Mời nhà gái giới thiệu về mình. Lần đầu tiên em xin chào chị Ngọc Lan, chú Huyền Linh, bạn Nam và toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Vũ Thị Bích Nga, hiện tại em 27 tuổi. Em đang làm và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Công việc hiện tại của em là trợ lý sale ạ. Một công việc đòi hỏi rất là nhiều thời gian cũng như là đòi hỏi bạn phải có một cái sự năng động rất là nhiều. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin chào quý vị khán giả, tôi tên là Bùi Thế Tường. Thì năm nay tôi 30 tuổi. Công việc hiện tại của tôi là kinh doanh tự do, mua bán xe và làm nhà đất. Thì ngày xưa tôi cũng có làm bên hàng không nhưng mà hiện tại đang dịch quá thì tôi đang tạm nghỉ. Hàng không hả? Dạ. Máy bay nào chở em nổi? Máy bay người ta trần có 2 mét, mét mấy à? Em mét mấy? Dạ, mét 92. Trời ơi! 92. Xin lỗi em, chị sẽ qua nghía hàng trước. Đứng thôi muốn bằng rồi nè. Chào em. Dạ, chào chị. Thiệt ra chị nói cho em nghe là chị đã từ lâu lắm rồi. Chị ước mơ có một người bạn trai mà cao 1m85. Mà chị chưa gặp được ai hết. Hôm nay chị gặp em nhưng mà em tới 92 lần chị. Em tới 92 lần đó, hơi vượt chuẩn của chị rồi. Thôi, được rồi, để tôi làm mai cho chị rồi. Em ước mơ 1m85 đúng dạ. Không? Dạ. Có một bạn 1m58, đẹp trai, cũng ngon lành. Để dành xài đi. Kỳ cục quá. Trời ơi. Tại vì á, thầy nói rồi, con là phải đúng 185cm thì nó mới được. Đó. Rồi, để lên mua xíu, dài xíu cho hai. Cho mấy phân lên có gì đâu. Mời nhà gái cho nhà trai biết cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ, ưu điểm của em là em năng động, nhiệt tình, hát hay nữa anh. Trời ơi. Hát hay nữa hả? Dễ thương nữa ha. Dạ. Hát nghe cái coi. Hát nghe bài coi hả? Đúng hay rồi. Hay không nè. Vậy em xin gửi tặng bài Rùa Con ạ. Rùa Con, bắt dạ. Đầu. Nắng ban mai lung linh. Rùa con nắng nắng ấm áp, khẽ vươn vai nhìn em rùa cô. Ngồi nhìn nó say mê, làm em nhớ anh khi làm quen. Đến bên em chân tay cứ run. Thế nên em nuôi rùa, cũng giống như nuôi anh này. Khẽ khiến anh ngày xanh nắng. Rùa con không chịu ăn, giống như anh giận. Không cùng ngồi tám đêm khuya cùng em với chiếc phone. Là rùa con của anh, là rùa con của em. Là tình yêu đôi lúc tuy hơi ngu ngơ nhưng đáng yêu. Ngày mai em sẽ tìm yêu cuộc sống của anh và rùa. Bài này ai sáng tác? Dạ hay mà. Hả? Hay mà. Hay, thì rất là hay, rất là dễ thương nhưng mà nó lạ. Dạ. Hát kiểu mới hả? Không có, bài thì có ca sĩ hát luôn á. Thôi được, nghe cũng vui, nói chung là vui. Nay đã có nước giặt giả tròn 2 trong 1 mới, lưu hương 7 ngày với 3 loại tinh dầu tự nhiên. Nè, bây giờ đáp lại coi, bên kia rùa con đúng không? Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Dạ. Hát rùa mẹ cho anh. Nào. 2, 3. Rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa mẹ sắt đi 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 đi, rùa cha sắt đi 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 đi. Cho tôi quýnh ông quá. Thấy à, nhà trai tôi cũng biết đối đáp đó chứ bộ. À, thấy chưa? Rất là dễ thương. Tuổi trẻ mới có những cái này nè. Bây giờ nhà gái điểm yếu có gì không? Về điểm yếu thì con có hay dễ tin người. Rồi hay ôm đồm nhiều việc á. Ôm đồm? Dạ. Gì nữa? Nấu ăn không ngon nữa. Nấu ăn không ngon? Dạ. Gì nữa? Hơi nhát xíu. Cũng đâu nhát lắm đâu. Dạ, đây là mang hết tự tin lên đây luôn rồi đó. Không, vậy tôi tự tin vậy tốt đó. Dạ. Vậy ok lắm á. Dạ, không có nhát đâu. Rồi, nhà trai ưu điểm khuyết điểm gì nói cho bà mối bà nghe coi. Dạ, ưu điểm của mình là thích chơi thể thao, chịu khó làm việc, năng động. Còn khuyết điểm thì lâu lâu cũng có hay hút thuốc nhưng mà cũng đang bỏ dần rồi. Bỏ đi ha. Thuốc không tốt đâu. Nhà em chắc phải làm lại cửa, đóng lại giường hết ha. Dạ đúng rồi.
mất mấy cái cửa. Nhà ngủ giường mấy. Nói chung là giờ ông nằm đại dưới đất lăn thôi chứ giường. Không có cái nệm nào vừa hết. Trai mà dễ mà nằm đâu cũng ngủ được chứ. Giờ mà đi vô mấy nhà khác coi chừng cái cửa nha. Trời, cao xong nó 92 giữa trời. Này giờ chắc có thi net top mô đồ gì không? Dạ xưa có thi mà thấy không phù hợp nên nghỉ. Thôi vậy được rồi, nói chung là em là cao vậy là quá khổ rồi đó. Bên dạ. Mà nhà gái cao mét mấy vậy? Dạ. Dễ thương mà. Con cao mét 5 ạ. Nhiêu? 1m55. Nhưng mà nhìn rất là cao nha. 1m55 á hả? Ừ. Một chút tôi tưởng tượng 1m55 đứng với 1m92 chưa mang dài nha. Mang dài lên nữa là mệt lắm á. Một chút nữa hứa với chị Ngọc Lan là sẽ ôm bạn gái vô trong lòng để coi tới đâu. Nha. Mà cao quá thật ra là nó cũng nhiều khi gặp các cô gái cũng khó làm quen lắm nha. Dạ đúng. Đúng không? Dạ. Mấy mối tình rồi? Dạ ba. Cũng ba khá ghê ha. Mối mấy năm? Mối đầu mấy năm? Mối đầu 3 năm. Mối thứ hai? 2 năm. Mối thứ ba? 2 tháng. Sao nó nhỏ dần theo sao thời gian mối thứ vậy? Ba nó xuống dữ vậy trời? Xuống cấp dữ vậy em? Dạ. Lý do sao mà ba mối tình nó chia tay? Thì mấy mối tình đầu thì lúc mà còn đi học á, quen thời học sinh thì đâu có bền. Có mối thứ hai đâu phải học sinh đâu. Dạ, mối thứ hai là sinh viên. Sinh viên cũng chia tay luôn tại chia sao? Chia tay luôn. Tại vì đó, lúc đó thì công việc hai đứa cũng chưa ổn định như này kia thì hai bên cũng lo đi làm kiếm tiền rồi không có quan tâm với nhau. Giờ ổn định chưa? Dạ giờ ổn rồi. À. Ổn rồi mới giờ lo cho vợ con được chưa? Dạ được. Nè bây giờ lắng nghe cái đường tình duyên của nhà gái này nha. Ừ. Mình nói đi. Em thì em trải qua hai mối tình rồi. Mối tình thứ hai của em thì cũng được một năm. Do cả hai không hòa hợp, do thời gian của hai đứa cũng ít tiếp xúc á chị. Cho nên là dần dần nó bị cái tình cảm nó nhạt dần. Xong rồi hai đứa cũng quyết định chia tay luôn rồi. Ừ. Bây giờ là mình đã sẵn sàng cho đúng một cái mối quan hệ mới chưa? Dạ đúng rồi chị. Rồi em nói luôn về cái tiêu chí chọn một cái người bạn trai của em là gì đi. Bạn trai của em thì em sẽ tiêu chí là cao. Em thích cao. Thừa. Dương xăng. Khỏi cần tiêu chí đó. Ngoại hình ưa nhìn chị. Tính cách thì em thích một bạn chững chạc ạ. Điềm tĩnh với lại biết suy nghĩ. Rồi em không thích điều gì ở bạn trai? Em không thích con trai tính gia trưởng. Vậy thôi. Với lại không thích bừa bộn á chị. Nhà gái đưa ra tiêu chí đó, nhà trai thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm, nói cho nhà gái biết luôn. Dạ thì em thấy em đáp ứng đủ hết á. Đủ hết luôn á hả? Dạ, có bừa bộn không? Dạ nhìn lịch sự không? Không lịch sự, ăn mặc lịch sự khác nhưng mà ở nhà đó, phòng ốc bừa bộn không? Dạ không. Đi đâu chị có vứt đó không? Dạ không. Rồi có gia trưởng không? Dạ không, người Sài Gòn mình đâu có ai gia trưởng nữa. Rồi bây giờ tiêu chí của mình nè. Tiêu chí của em về người bạn gái thì cũng có ngoại hình chút xíu. Rồi biết dễ thương, cũng dễ thương. Dễ thương. Dạ. Biết quan tâm lo lắng cho bạn trai. Hòa đồng vui tính. Bên nhà gái là tôi coi tôi thấy có duyên lắm á. Ừ, bên đây tôi thấy nhà trai tôi cũng chịu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng của em có thích giống ai không em trai? Nói chung thì bạn gái thì cũng hơi thấp nhưng mà mẫu hình lý tưởng thì mấy ca sĩ em thích Hồ Ngọc Hà. Hồ Ngọc Hà. Ngọc Hà cao quá. Thì cao cao vậy đứng vừa với em. Thật ra bên đây thì không có cao như chị Hồ Ngọc Hà nhưng mà về phần xinh đẹp thì không thua đâu nha. Xinh đẹp á. Bây giờ mình đi với ai đi, bây giờ mình hỏi thăm người nhà đi. Bên nhà em bữa nay bận cho nên là không tham gia được ạ. Rồi không sao, có chị Ngọc Lan. Rồi còn bên nhà trai mình đi với ai cưng? Dạ em đi một mình luôn. Tại rồi, vì nhà sao cũng sợ bị có COVID. Tôi lo. Có ông Mai bà mối ở đây để làm gì? Bây giờ thôi kéo rào cho hai bên gặp mặt đi rồi bàn bạc rồi tính sau nha. Mở rào. Vô hàng. Hello em. Chào anh. Thì hôm nay anh đến đây cũng muốn làm quen với một người bạn gái nhưng mà thấy em cũng dễ thương thì anh có món quà tặng em. Dạ, em cảm ơn ạ. Mình đứng xích ra, mình đừng đứng gần, mình không biết nhục hay gì vậy. Thằng này tụi nó đứng sát sát chứ. Không dám đứng gần thiệt, đứng sát vô coi. Công nhận nó hợp ghê ta. Hả? Không biết là cái gu tụi em sao nha, nhưng gu của chị á, khi mà chị coi những cái bộ phim Hàn Quốc mà thấy các bạn diễn viên nam mà cao thì cao, các bạn diễn viên nữ mà thấp người lại rồi cái ngã ôm trọn vô trong cái lồng ngực á là chị thích lắm. Yeah. Thật ra chiều cao thấp không có quan trọng ở đây, mà quan trọng là chúng ta phải xét về tư tưởng có gặp nhau hay không nha, có duyên phận với nhau không. Đấy, cảm nhận thế nào các bạn?
Anh cảm nhận em thế nào ạ? Anh thấy em cũng rất là dễ thương, cũng có công việc ổn định, chịu khó làm, mà chiều cao hơi thấp chút xíu. Anh muốn chiều cao của bạn gái là bao nhiêu? Anh nghĩ phải trên 1m6. Vậy 1m55 thì được không ạ? 55 thì chắc em phải suy nghĩ lại rồi. Trả lời cái con bé không muốn hỏi cái gì nữa luôn. Thôi nghỉ chơi luôn. Nghỉ chơi luôn thiệt á. Quan điểm về hôn nhân gia đình của mỗi bên thế nào, các bạn trò chuyện với nhau? Trong tình yêu thì anh có hay ghen không ạ? Trong tình yêu thì nói chung đã quen nhau phải tin tưởng lẫn nhau. Anh cũng không hay ghen, nhưng mà có cái gì đó đừng có quá đáng được rồi. Còn em thì sao, em có hay ghen tu không? Tại vì công việc của anh cũng là kinh doanh tự do, anh hay đi đây đi đó nhiều. Anh không biết bạn gái mình có hay ghen cái chuyện đó hay không. Em thì em không phải là tuyết người hay ghen, nhưng mà nếu mà bạn trai hay có những cái lý do gì đó không chính đáng á thì em sẽ hỏi tới luôn. Anh thì một tuần anh hẹn hò như thế nào ạ? Thì những lúc nào rảnh thôi, những lúc nào hai đứa rảnh thôi, không cần phải bó buộc thời gian. Lúc nào hai đứa cảm thấy rảnh gặp nhau được thì gặp thôi. Công việc của anh á, có nhiều thời gian rảnh không? Thường là cuối tuần hay là như thế nào ạ? Hiện tại thì công việc của anh thì cũng thỉnh thoảng thì anh bận lắm, khủng hoảng cũng dư rất nhiều thời gian. Dạ. Nếu mà sắp xếp đi du lịch vẫn sắp xếp đi được, chứ không phải bị gò bó quá. Còn em thì công việc của em thì làm cái nghề đó thì chắc cũng cuối tuần mới rảnh, được cuối tuần mới rảnh thôi. Đúng rồi ạ. Thì công việc em là giờ hành chính á, thì buổi tối hoặc là cuối tuần thì em cũng rảnh. Dạ. Quan điểm khoảng bao lâu thì chúng ta có thể kết hôn với nhau? Theo anh thì quan điểm về hôn nhân nói chung mình quen nhau không phải là quen nhau 3-4 năm hay là 5 năm thì mới gọi là cưới. Có những người anh thấy nếu mà quen nhau ví dụ tầm 3-4 tháng, 5 tháng, nếu mà cảm thấy hợp thì vẫn cưới nhau bình thường. Có những người ta quen rất là lâu năm nhưng mà tới khi đám cưới người ta vẫn không có cưới được, có những cái gì đó người ta không có đến với nhau được. Vậy khi nào thì anh cưới? Thì duyên tới thì anh cưới thôi. Chứ anh không có xác định trước bao lâu anh cưới đó. Cái duyên tới là anh cưới thôi. Còn em thì có muốn gấp rút gì không? Tại vì con gái thường 27-28 rồi đó thì cũng hơi... Thật ra thì cũng có, nhưng mà đúng người thì em sẽ cưới à? Đúng người thì em sẽ cưới à? Mà quan niệm của em là có phải quen nhau bao lâu, thời gian bao lâu không? Hay không ạ, không xác định là thời gian bao lâu. Chỉ cần hai đứa cảm thấy hòa hợp với lại cùng chung chí hướng á, thì sắp xếp công việc với lại hai bên gia đình. Thì anh thấy quan niệm của em cũng giống với bên anh. Thì ấy em cũng rất là dễ thương, có công việc ổn định. Nhưng mà chiều cao cho anh nó cũng hơi thấp chút xíu á. Đi guốc không được không? Đi guốc được, ok. Ok là sao ta? Là được đúng không? Bây giờ được thì được, không được thì thôi. Chứ không có phải là bên đây kêu là đi guốc không được. Không đi guốc cho chị. Không đi guốc cho chị. Đúng rồi, đâu phải lúc nào cũng phải đi guốc đâu. Đúng rồi, không đi guốc. Bạn trai hãy nói chút hết cái tình cảm của mình nãy giờ sau cuộc nói chuyện với bạn gái. Mình đang suy nghĩ gì và mong muốn điều gì đi. Không biết là bạn có cái tâm tư tình cảm nào ở trong cái vấn đề chiều cao của bạn này hay không. Thì bây giờ hai bạn đứng gần với nhau, nắm tay nhau, ôm nhau một cái để coi là cái cảm giác của mình nó như thế nào. Rồi chúng ta đi đến quyết định nha. Thì rồi nhìn tôi làm chi, trời ơi trời. Ôm nhau một cái. Đó, dễ thương lắm luôn. Ôm nhau hai cái. Chị thích vậy đó. Còn không biết là em có thích hay không thì chị không biết. Nói chung là tôi coi phim Hàn rồi tôi thích. Nói về cảm xúc của hai bạn hiện tại như thế nào và có mong muốn cái người kia cho cái nhau cái cơ hội hay không? Đó, tự nói chuyện với nhau. Nhìn mặt nhau, đứng đối diện với nhau, cầm tay nhau, coi cái bàn tay này có phải là cái bàn tay mà mình đã đi tìm hay không, mình đang đi tìm hay không. Nắm tay nhau. Thì em với anh đến với chương trình này cũng là một cái duyên rồi. Em mong là sau chương trình hai đứa sẽ cùng ra về. Thì anh cũng tới chương trình này á, thì thứ nhất anh thấy em rất là hợp tính, cũng rất là dễ thương. Thì anh cũng mong mình cũng có thời gian tìm hiểu nhau. Nếu mà mình hợp nhau thì mình đi đến cái bước xa hơn. Hay quá. Rồi chúng ta quay về chỗ và bấm nút. Nãy giờ chúng ta đã trao đổi, giao lưu với nhau. Mình có thể vui. Ai vậy?
Rồi xong, chưa nói gì bấm luôn rồi. Chốt là được rồi, được chốt hả? Dạ, chốt rồi, khỏi nói nữa, chốt. Nắm tay lên đây. Chúc mừng. Đó là nắm tay luôn. Trời ơi, tôi thấy cái cặp này đẹp quá, tôi thích tụi quá. Tuổi trẻ nó quyết định nhanh lắm, nắm tay nhau đi. Tôi đó. Bây giờ chính thức ta đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nhà gái đang theo dõi chương trình, em trai có thể thưa hai bác, thưa gia đình, tụi con xin phép tụi con tìm hiểu nhau, rồi nếu được tụi con sẽ gì đó hứa với gia đình đi. Dạ thưa nha bác cha bác gái, giờ hôm nay con tới chương trình thì thứ nhất thì cũng quen được bạn Nga, cũng rất là dễ thương, biết quan tâm chăm sóc gia đình, với lại cũng có công việc ổn định thì con cảm thấy rất là vui. Con cũng xin chào hai bác. Hôm nay con đến chương trình và gặp anh gì? Anh Tường. Dạ. Đẹp trai, cao, chỉnh chề. Con hy vọng là con cùng anh sẽ có một happy ending nữa. Bây giờ chúng ta sẽ gửi những phần quà dành cho hai bạn nha. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng Thép. Cảm ơn các bạn. Xin cảm ơn hai em. Cảm ơn anh Bình Linh. Chúc mừng cặp đôi, họ đã đồng ý hẹn hò với nhau. Hy vọng rằng họ sẽ có duyên có phận và sẽ thông báo tin vui chúng tôi. Còn bây giờ thì sao nhỉ? Chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Đúng rồi, keo. Đây để em làm cho. Vâng. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân à? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ. Mời nhà trai. Mời em trai. Xin được mời nhà gái. Mời em trai giới thiệu về mình. Dạ vâng, lời nói đầu tiên cho em xin gửi lời chào tới anh Quyền Linh, chị Ngọc Lan và cái em kia, và chào quý vị khán giả. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Văn Vinh, quê em là ở Hải Phòng, Hoa Phượng Đỏ. Hiện em Nam làm công tác tại Bà Rịa Vũng Tàu. Vinh làm gì Vinh? Dạ vâng, em làm bên cơ khí, em làm phó giám đốc điều hành. À, phó giám đốc rồi, điều dạ hành vâng. Về cơ khí. Dạ vâng. Vinh ở Vũng Tàu ở với ai? Dạ vâng, em lên Vũng Tàu này em đi công trường. Ở công trường, nhưng mà em ở đó với ai? Dạ em ở với lại anh em tập thể cán bộ nhân viên. À, chứ không có gia đình ở đó, có mình em đúng không? Dạ vâng, em cũng có gia đình rồi, nhưng mà em ly hôn. À, dạ rồi. Mời nhà gái. Lời nói đầu tiên em xin gửi lời chào thân ái đến chị Ngọc Lan cùng với anh Quyền Linh, cùng tất cả các anh chị đang trong trường quay ngày hôm nay và cũng như các anh chị đang xem trên màn ảnh nhỏ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Lữ Thị Mỹ Hạnh, năm nay 34 tuổi, đang sống và làm việc tại Tiền Giang. Công việc hiện tại của mình là làm bên bộ phận thu mua hàng. Mời nhà trai, mình nói chút xíu về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi. Dạ vâng, em xin nói về điểm mạnh trước ạ. Điểm mạnh của em là về văn hóa, văn nghệ và thể dục thể thao. Em thì rất thích món ăn hải sản và thích đi du lịch. Còn điểm yếu của em là hay kiểu như là tin người, cho người ta vay đó. Thì người ta kiểu như là lúc thì bạn bè tốt với nhau, người ta cho vay rồi mất cả tình cảm bạn bè. Đó mới là nhược điểm của em nữa, là em hay dỗi. Hay dỗi không? Hay dỗi, dạ vâng. À, giận dỗi đúng không? Giận dỗi đấy. Rồi, chúng ta đến với bạn gái nè. Dạ, ưu điểm của em là một người vui vẻ, sống cởi mở, gần gũi với tự nhiên, thích sống cuộc sống giản dị, sống quan tâm với người khác, dạ, biết vun vén cho gia đình. Dạ, còn khuyết điểm của em là em nấu ăn cũng tương đối nhưng mà không được giỏi lắm. Không sao đâu, cái đó không sao cả. Dạ, em có nghe bạn kia đó nấu ăn rất giỏi. Không sao cả thì một người nấu giỏi thôi được rồi, chứ chi mà tới hai người nấu giỏi. Đường tình duyên nhà gái sao? Dạ, em trải qua 3 mối tình ạ. Mối tình đầu tiên của em là em yêu đơn phương một anh lớp trên. Hồi em học năm 2 đại học, yêu đơn phương nó 3 năm. Cho đến khi ra trường thì em đi làm ở công ty và em có gặp một anh là mối tình thứ hai của em. Có thể nói đây là mối tình khá là sâu sắc đối với em. Nhưng mà do là khoảng chênh lệch về tuổi tác thứ nhất, cái thứ hai là lúc đó em còn trẻ con quá, nên là không có duy trì được lâu. Rồi mối tình thứ ba.
Còn mối tình thứ ba thì do là vì lý do gia đình nên em phải về quê để hỗ trợ công việc kinh doanh của gia đình, nên là 3 năm trước là em có về quê, em lập nghiệp ở quê, thì bạn đó không đồng ý yêu xa, khoảng cách về địa lý thì làm cho tình cảm phai nhạt dần. Bây giờ chúng ta nghe về bên kia tình trường như thế nào nè. Nhà trai. Dạ vâng, tình trường của em là em cũng đã một lần đổ vỡ. Em với bà xã chung sống là được 3 năm. 3 năm? Dạ vâng. Rồi chia tay mấy năm rồi? Chia tay được 6 năm rồi. Thì hai vợ chồng có mấy người con? Dạ em có hai người con, một trai một gái. Lớn chưa? Dạ con trai em năm nay học lớp 7 rồi. Con gái năm nay học lớp 4 rồi. Cháu đang ở với ai? Mà cháu trai ở với em mà cháu gái ở với mẹ. Nhưng mà trước đây là em lấy vợ này em ở rể. Mãi về sau này hai cháu nó quý mến nhau quá thì thôi, thì em muốn ở chỗ mẹ em ấy là cũng gần trường học, mới lại môi trường nó tốt, thì em cho cháu trai nó về học. Học hành hay là chi phí thế nào em cũng chu cấp cho con cái. Ừ. Dạ vâng. Nghĩa là giờ em ở một mình? Dạ vâng, bây giờ em ở với một mình với mẹ em. Trình trường hai bên cũng đã rõ, nhà gái có muốn nói gì không? Bởi vì bên đây đã một lần đổ vỡ đó. Dạ, em thì không thành vấn đề. Đối với em là một người đã có kinh nghiệm trong cuộc sống thì em tin tưởng và không phải là rào cản để em có thể tìm hiểu. Rồi tốt quá. Vậy là nhẹ lòng rồi ha. Bây giờ em gái muốn tìm một người đàn ông lý tưởng như thế nào? Nói coi có giống bên nhà trai không? Mối hình lý tưởng của em là giống như anh Quyền Linh á. Trời ơi, em rất là hâm mộ anh Quyền Linh ạ. Chào em, cảm ơn dạ, em. Chào anh ạ. Anh lúc này hơi mập thôi. Dạ. Chứ hồi nhỏ nhỏ anh cũng được lắm á. Vẫn rất phong độ ạ. Phong độ đúng không? Dạ. Được, bên đây cũng được, mặt cũng đẹp trai. Còn bây giờ nè, chút xíu thôi. Bây giờ em nói rõ đi, em muốn cao nhiêu, mập hay ốm, nói để chị qua chị ngó không cho. Không có mập. Em chào Quyền Linh, em xinh đẹp ạ. Dạ, chào nhà trai. Đó, giờ muốn đen hay trắng? Dạ, cỡ em là được rồi, đừng có trắng quá. Ừ, được. Được. Rồi gì nữa? Cao hơn em một chút ạ. Chưa chắc. Này phải khẳng định tôi mới nói thiệt luôn à. Này phải tí nữa mở rào mới biết được. Rồi không thích điều gì nữa không? Dạ, không thích người đàn ông hút thuốc và bị hói đầu. Chết. Trời ơi. Nó có phạm một chút. Không đáng kể. Dán nhẹ nhẹ xuống. Anh em đúng rồi. Keo. Đây, để em làm cho. Vâng. Em. Tôi cũng hói vậy. Nè, bây giờ anh cào cào không. Xuống. Đó. Trời ơi, để là em gái Tiền Giang yêu dấu. Dạ. À, bây giờ anh nói em nghe nè. Thật ra hói là rất là thông minh. Hói là thương vợ thương con. Dạ. Hói là ta biết yêu thương người yêu của mình. Hói là chăm sóc phụ nữ, ga lăng phụ nữ. Hói là có tất cả. Còn cái ông không hói đẹp trai không có gì hết, em chọn ai? Để em suy nghĩ. Trời ơi, vậy mà còn suy nghĩ nữa chứ. Bây giờ em còn đòi hỏi gì nữa không nhà gái? Dạ, em chỉ, em không có quan trọng ngoại hình. Chỉ cần bạn đó biết quan tâm, chăm sóc đến gia đình hai bên là em cảm thấy thỏa mãn rồi. Rồi, được. Bây giờ em thích người phụ nữ thế nào, nói cho anh nghe coi có giống bên kia không? Dạ vâng, em thích người phụ nữ thứ nhất đầu tiên là phải trung thủy. Thứ hai nữa là em thích người giống như chị Nam Thư. Nam Thư, Nam Thư hả? Dạ. Hả? Nam Thư là một mẫu người cá tính, dạ, mạnh mẽ. Như chị Ngọc Lan cũng được, càng xinh gái ạ. Không, chị Ngọc Lan thì rất là yếu đuối và mong manh, không có mạnh mẽ được đâu. Cô gái bên kia là cô gái xinh đẹp nha, dễ thương nha em trai. Nói chung là bên kia là cô gái cũng rất là thông minh luôn đó, năng động luôn. Thành ra là anh thấy với những cái tiêu chí đưa ra bên kia dư sức đáp ứng nhu cầu luôn. Bây giờ chúng ta hãy nghe người thân chia sẻ đi. Đúng rồi. Anh đi với ai? Dạ em hôm nay có đi với bác nhưng mà bác lại bận công việc. Dạ, dạ. Vâng, thế là không đến được. Rồi không sao, sẽ có anh Quyền Linh. Rồi bạn gái mình đi với ai cưng? Em đi với bạn thân của em là bạn Thúy ạ. Rồi chào em. Dạ, để nhận xét về Hạnh thì em thấy Hạnh là một người phụ nữ của gia đình. Hạnh là cũng thuộc về là phụ nữ đảm đang. Anh Vinh thì em thấy anh cũng hiền. Anh thì là ở Vũng Tàu, còn Hạnh là ở Tiền Giang. Nếu mà anh với Hạnh khắc phục được cái khoảng cách đó, thì em nghĩ là anh và Hạnh cho thời gian để tìm hiểu nhau ạ. Em nghĩ cái khoảng cách không quan trọng, quan trọng mình có yêu nhau hay không thôi. Dạ đúng rồi. Tình yêu đủ lớn không thôi. Rồi, mở rào thôi. Đấy, không gian này là của em đó. Bắt đầu đi. Dạ em chào anh. Anh đến với chương trình có quà tặng em. Dạ em cảm ơn ạ. Em cũng món quà tặng anh ạ. Dạ, anh xin. Cảm ơn em. Bó hoa đẹp quá à. Mình có muốn mở ra xem nhà trai tặng mình cái gì trong đây không? Rồi em trai lại mở ra phụ bạn gái đi. Vòng vàng nhẫn cưới, đồng hồ đeo tay gì đó đeo vô.
Thì anh nghĩ là cái đồng hồ này là cũng coi như là một cái kỷ niệm. Dạ. Em xem đồng hồ đấy lúc nào cũng có anh bên cạnh. Đây 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 đúng không? Dạ rồi, cảm ơn anh. À. Anh gặp em anh nghĩ gì về em ạ? Nói chung là anh gặp em anh cảm thấy là anh rất là mến em rồi. Dạ. Em thấy anh sao? Có đúng gu của em không? Cái cảm xúc đầu tiên là anh thấy anh rất là hiền ạ. Dạ, anh rất là hiền và chân thật ạ. Đúng ạ, mà trong tí anh bảo anh hiền. Dạ, anh đã từng đổ vỡ một lần rồi, là hiện tại anh có sẵn sàng để tiếp nhận người mới hay không ạ? Anh cũng đã đổ vỡ một lần nên là anh cũng nghĩ là mình trong một cái quá trình và cái thời gian đấy, anh suy nghĩ kỹ. À, anh cũng muốn là lên đây là lần mới được bạn đời nửa đời còn lại của mình. À, anh cũng rất là muốn là đến đây là tìm hiểu và chân thành đến với lại một người mà mình yêu. Dạ, anh có ngại về khoảng cách địa lý khi hiện tại em ở Tiền Giang, anh ở Vũng Tàu không ạ? Đối với anh thì anh cũng là đi công trường rất nhiều nhưng mà anh không nghĩ về quá, anh chỉ cần biết lý do. À, nếu mà chúng ta có thể tìm hiểu nhau á, thì một tuần anh có thể gặp em được mấy lần? Nói chung là công việc anh thì nó cũng khá là bận rộn. Dạ. Anh sẽ cố gắng là một tháng được 2-3 ngày. Dạ. À, nếu mà chúng ta tìm hiểu nhau thì khoảng bao lâu thì anh có thể tiến tới hôn nhân ạ? Theo anh nghĩ là cái thời gian đối với anh cũng không quan trọng. Quan trọng cái tình yêu anh em mình tìm hiểu nhau mà đã đủ hiểu nhau rồi. Thì anh không nghĩ là 2 năm hay 3 năm, anh nghĩ cũng có khả năng là 2-3 tháng. Nếu mà anh em mình tìm hiểu nhau mà đến với nhau thì là rất là tốt. Dạ, em thì rất là thích nấu ăn nhưng mà em nấu chưa được giỏi cho lắm. Anh có thể... nếu mà em nấu ăn thì anh có thể hỗ trợ dọn dẹp phụ em được không? Ôi được, bởi vì anh là tự lập từ nhỏ. Từ nhỏ anh đã đi học và tự mình vươn trải và tự mình làm. Anh hỏi em một chút là chẳng hạn như là yêu xa như vậy, chẳng hạn như nhà anh ở xa mà sau này chẳng hạn anh làm ở đây, tức cũng khả năng anh không cố định làm ở đây, cũng có khả năng anh phải về trong công ty. Yeah. Đấy, anh điều hành nhưng mà chủ chốt ở công ty anh vẫn là Hải Phòng. Quan niệm của em là em có về làm dâu được không hay là em là như thế nào? Dạ, quan điểm của em là một người thích vun vén cho gia đình nên là vấn đề làm dâu đó em là không thành vấn đề, không phải là rào cản ạ. Tốt. À. Bây giờ là em thấy tóc tai gì được chưa? Có quá có hơi gì không? Dạ cũng tương đối hợp lý rồi anh. Quá hợp lý đâu có gì đâu đúng không? Dạ. Bây giờ nè, nếu như bây giờ đến với nhau thì là em sẽ đủ lo gọi là cho vợ cho con này kia chưa, có chỗ ở riêng chưa, chuẩn bị gì chưa, nói cho cô biết luôn đi. Dạ vâng, nếu mà hai anh em đến với nhau thì anh có thể lo được cho em. Nhưng mà anh hỏi em một chút là em có hay ghen ạ? Dạ không, em không có ghen ạ. À thế ạ. Nhưng mà lừa dối em là em chấm hết ạ. Quan điểm tình yêu của em á là phải chung thủy và không phải lừa dối em. Một là không lừa dối, hai là không lừa dối nhiều lần. Mà trong cái quá trình anh em mình cứ phải thật nhiều, với nhau một phải lần chia sẻ. Không nhiều lần thôi. Trước khi bấm nút mà mình phải tiếp xúc về da thịt với nhau một cái. Cảm xúc và... ta nói là thì được cầm tay là tiếp xúc da thịt chứ còn gì nữa. Ta nói là giao lưu cảm xúc đi cho nó nghe nhẹ nhàng. Tay em rất là ấm áp. Thôi thì anh em mình đến đây là nó cũng một cái duyên. Bản thân anh ấy cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã tạo điều kiện đấy mà anh em mình có duyên, mà anh thì cũng là người ở xa đấy mà có duyên mà đến với nhau thì anh cũng mong rằng là anh em mình cho nhau một cơ hội đấy để tìm hiểu. Nếu anh em mình tiến tới được thì là rất là tốt. Anh thì sống rất là tình cảm. Dạ. Đó. Vậy có chốt đơn không vậy anh? Có chốt đơn không? Chốt đơn. Thì hôm nay đến với chương trình thì là em anh cũng nói thực sự là hơn năm nay anh không được về quê. Đó, nhưng mà anh lại nhớ đến quê hương thì nhân dịp đây thì anh cũng tặng một bài hát đấy, về quê qua một nhạc sĩ Phó Đức Phương. Dạ. Xin khán giả một tràng vỗ tay thật lớn luôn ạ. Theo em anh thì về, theo em anh thì về thăm lại miền quê, nơi có một chiến đê, có hàng tre ru thì chiều về
Ơi quê ta bánh đà bánh đúc, lời thảo thơm đồng xanh trái ngọt, lời tuổi thơ ta trải qua đẹp như giấc mơ. Ơi quê ta dầm sương dài nắng, phiên chợ nghèo lều tranh mái chiều, kia dáng ai như dáng chị dáng mẹ tôi. Xin lỗi. À, hay quá à. Thôi em hay gái đi, em gái. Thôi em gái hát đi. Em thích hát nhưng mà hát không có được hay nha anh Nguyễn Linh. Kệ, chơi đi em, không sao. Dạ. Dạ em xin phép được tặng anh một bài hát, đó là bài Tóc Hát. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như đâu đó tóc ta nói gì, lắng nghe giùm tôi. Dường như đâu đó nghe trong gió thoảng, tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lăn thầm qua đây, dịu dàng tóc mày. Em quên lời rồi, em xin ớt ạ. Trời ơi, tôi đang lắc tóc tôi diễn luôn á. Đúng bài Ngọc Lan luôn á, đúng tóc Ngọc Lan luôn á. Bây giờ đã đến giờ phút ta quyết định. Khi bấm nút chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Không phải bấm để cho có bấm, mà bấm bằng cả trái tim của mình. Nào chuẩn bị. 1 2 3 Hết thời gian. Yeah. Chúc mừng. Nhanh gọn lẹ. Chúc mừng hai bạn. Mày, tôi nói cậu biết nha. Wow. Cô gái Tiền Giang rất là dễ thương luôn đó. Hãy cố gắng chăm sóc cái mối tình này. Đây là một em gái mà tôi tin tưởng rằng là rất là chung thủy. Cảm giác lòng thấy sao? Cảm giác lúc này em rất là hồi hộp. Rất là hồi hộp, là em nghĩ là đây là những khoảnh khắc chắc là hạnh phúc nhất. Cảm giác sao em gái Tiền Giang? Dạ em cảm thấy rất là bồi hồi và xúc động ạ. Rồi bây giờ sẽ là những phần quà từ chương trình. Rồi chúc hai bạn hạnh phúc nha. Dạ vâng. Đi về Tiền Giang đi. Một ngày rất là vui, rất là hạnh phúc khi mà chúng ta đã kết nối được những mảnh ghép trong cuộc sống, họ đã đến với nhau để yêu thương nhau, để lan tỏa những năng lượng tích cực trong cuộc sống. Bây giờ thì xin phép được chào tạm biệt quý vị.